và xin chào các bạn, chào bạn đến với channel của mình. Mình xuống ở đây. Hôm nay mình sẽ được với Sequel Legacy. Đấy, nhưng mà lần này mình sẽ có thể ăn mày quá khứ một chút đi nha bạn đấy. Giờ đặc biệt ý tưởng. Không có nhớ. Mình không có nhớ thế mà. Ok thì hôm nay là này có thứ tí gọi là quay City của Legacy nha anh em. Quay City của Legacy nha. Ok nào vào thôi anh em ơi. Chuyện luôn. Sao thế nào chú của lông lông cú chéo. Ok. Con này nào cho 4150 con cho nó chọn. Ơ 19. Ấy, tao con được rồi. Đấy để cho nó 50 con cho nó tròn, hiểu không? Điều nào trong của lông lăng cú chéo. Ấy. Hây. Hây. Ra xem gan, Chiri đấy chính là C4 anh em ạ. Với C4 nhỉ. Đeo quả khăn choàng khá là chiến đấy chứ. Mày tuổi. Ok. Xem nào sức mạnh của C4 anh em ơi. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm chứng sức mạnh của C4 nha anh em. Ở trên mua nhà mọi Ok, con đời trên đây. Hey. Mưa đa. Đúng là đầu tư có lãi nha em ạ. Ha ha ha. Bọn này hơi nó lên chiếm luôn anh em ạ. Chiếm luôn tôi chuyện. A. À. Nhận lên thịt luôn. Đấy chú đệ. Đấy chú đi anh em ơi, đấy chú đi. Đừng. Đấy chú đi. Không, đấy chú đi. Bọn này nó bị thu hút bởi cái bọn giá vàng anh em ơi. Oh no. Ok, để mình thoát ra để mình làm lại nha anh em. Ok, mình sẽ thoát ra để bọn mình làm lại đây. Lung lăng cú chéo. Mưa đa. Ha. Zo. Dio. Ho. Nào lần này thì mua sức mạnh cường hóa lên. Xem bọn này tuổi gì anh em ạ. Lên nhân. Nhưng lấy đam. Nhờ đến mình đánh ghê chưa, quá là ghê gớm luôn đi chứ. Búp sức mạnh luôn này em nhờ, xoài ơi, quá là ghê gớm luôn, phải búp sức mạnh. Chết, nó khổ lồ mình tết rồi. Ok, xả ra nào cho mua sẽ dạy của nhỏ bính chi lính của han si khoán bính chi lính tiền sư. Ok, cái thế nhờ mình sẽ được thêm con trong này. Hey, móc lốc thần sầu đầu tư có lãi lên anh em đâu. Lên Đâm thịt luôn này. Đập trụ luôn anh em ơi, đập trụ luôn. Không việc gì phải ngán cả. Đâu rồi anh em, đập trụ hết xem nào. Mưa đa. Bách đo anh em ơi. Mình bách đo thôi, kệ anh em. Anh em thiết đánh nhau thì đánh nhau. Bách đo. Nhân, no. Oh no, Zotazo, Dio, ho ho. Chạy thôi. Oh no, móc lốp anh em ơi, mình đi móc lốp thôi. Oh no. Không, chả lẽ mình không vượt qua sao. Thôi mình cay quá, mình chịu hồi bọn này ra anh em ơi. Ôi trời, tới chơi mày rồi. Lần trước anh còn thua như sao. Sao mà thua đã quên mất. Trời, thêm mấy con này nữa. Mua thêm 2-3 anh boss vào cho nó mạnh chứ đúng không. Không, càng lắm anh em ạ. Phải mua thêm 2-3 anh boss vào. Bọn này láo nhợt. Nhợt đấy. À, bọn này láo thật tí. Thôi mình sẽ điều khiển một con boss. Mình sẽ điều khiển một con boss, sau đó là mình sẽ kiểu là đi lên đi anh em ạ. Không phải. Đấy bọn em đi lên. Ok. Đi lên thôi. Đi lên. Đâm. Ta này đâm. Em tiêu qua loa liền tiền không thể nào mà căng. Đừng bước em. Cùng ý chí chiến đường đến chạy bù. Ya đi bên một hit. One shot, one kill. Quá là ghê gớm luôn anh em ạ. Ôi mau cục quá. Thông sao ủng hộ nhà phát ảnh một tí anh em ạ. Ây da, game này lại giống ở Brotator anh em ơi. Lần này rất có rất nhiều game giống Brotator. Ok, rất giống Brotator. Đâu vậy, lần này C4 sẽ do là lần trước C4 bị thụt giảm sức mạnh. Thế nên lần này là mình sẽ gọi là cho búp bả lại em ạ. Ok.
49 kịp không? Đây rồi. Sao? Lung lăng cú chéo. Đùm 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 đùm. Rồi, mày xong rồi. Mày sẽ lên thịt luôn bọn này anh em ơi. Thế nó mới chiến chữ. Nhưng lấy đam tiếu qua loa liền tình. Không thể nào mà càng mà nghe mến cũng nghĩ gì. Bách đỏ anh em ơi, bách đỏ. Bách đỏ thôi. Tầm này chỉ có bách đỏ thôi. Ao nhây. Đập lên anh em ơi, chiến trụ luôn này. Hay quá, nó không đánh mình. Hay quá anh em ơi, nhảy chắp. Hey, là Rasengan, chi đu đi. Oh no, Zotero, dear. Hồ, mưa sao băng anh em ơi. Sao băng trên trời này đẹp lắm. Không chán được một phát luôn ạ. Bách đỏ anh em ơi, bách đỏ. Oh no. Không sao, vẫn kịp. Mưa đêm. Ui không, bọn nó chiều ra kịp phù thủy anh em ơi. Mình không kịp bách đỏ rồi. Quân của mình không kịp bách đỏ rồi anh em ơi. Quân của mình nó không kịp bách đỏ rồi. Ok quân ơi. Ok, con này nào, đợt này phải khô máu thôi, rút rồi anh em ơi. Oh no, bọn này nó khỏe quá mà muốn chi. Ok, mình tiếp tục hy sinh thôi, mình hy sinh, mình sẽ đi gọi là chấp nhận chịu lâu một chút nhưng mà vẫn có thể gọi là lên đập được nó đấy. Mình sẽ chọn cái bàn mà em biết cái bàn đông không, cái bàn đông ấy, chắc các bạn cũng biết cái bàn đông là cái bàn gì rồi, cái bàn mà nó tải nhanh ấy, mình luôn chọn cái bàn tải nhanh để mà mình làm cho nó dễ anh em ạ. Ơ mà này nó khua quá. Nó khua gì đâu ấy. Đấm. No, liệu răn vót có kịp không? Hồi này răn vót yếu thế. Đợt trước ở cái gì? Ở Stick One Legacy mới răn vót mạnh lắm cơ mà. Ok thôi kệ đi, đập một phát 600 máu vào tượng được rồi. Đấy, một phát là ngất luôn. Kịp không? Kịp. Mày quá nhưng mà vẫn kịp rồi, không kịp thì chết dở rồi. Thôi. Chấp nhận vậy. À, mai giáp solo cân lại. Ao nhảy à, bọn zombie tối. Oh no. Chúng ta cùng lập trại lèo nào. Ôi sao tự dưng có đám Miklin này. Ha, sẽ chỉ vì đoạn Miklin lánh này. Đấm nhợ. Cứ được ông dân làng rồi. Ha ha, có Ender Dragon. Mày tới Ender Man quá hay dừng golem luôn nha. Tối nha, mặc ra kim cương nha. Trời ơi. Ái da, có Elytra luôn à. Uầy, bay trên trời. Oh. À, thế nào, long cù chéo. Nhợt, mình cất hết. Ui, bọn zombie yếu quá. Oh no. À đây, bảo sao không ăn được em ạ. Ok, mình phải qua cái khu khác ạ. Ok, kiếm sĩ này. Lần này nhất định chính là bàn tải nhanh. Yeah, chính là nó. Có lẽ nào, chính là nó. Ok, con ơi, đấy chính là bàn tải nhanh anh em. Đấy, các bạn biết thì đây chính là bàn tải nhanh. Cái bàn mà khi mà chúng ta tải quân ra liên tục cực kỳ nhanh luôn đấy. Ok, let's go. Được rồi, đi thôi. Sợ hơn 10 con rồi còn đâu. Đâu, bọn này ở đây. Sỏi 2 hàng rồi anh em ạ. Đã 2 hàng rồi. Chiến luôn này. Nhơn. Đợi solo mày. Đợi solo. Mưa đêm. Ok, đấm. Mình sẽ tiêu diệt phù thủy trước anh em ạ. Châm ngôn. Đánh ý đông đánh già. Oh no, ông già nghèo khổ chứ trời đông quân ăn này mệt quá. Hãy xử được ông già. Oh no. Không xử được quân ơi, không ổn rồi. Mình đã không xử được rồi không? Vậy là có thể là mình đoàn lính Seaford chúng ta sẽ thất bại thôi anh em ạ. Quân địch quá khỏe á. Có thể mình đoàn lính Seaford chúng ta sẽ thất bại không? Không, nhưng mà chưa chắc đã thất bại bởi vì các bạn có thể thấy là mặc dù thế nhưng mà mình đoàn chúng ta vẫn là chiến đấu rất kỳ. Thôi rút về đi cho đỡ thực thể lại quân lính anh em ạ. Vật laser lên bắn này. Giúp này, đấy, bắn giúp. No, quả này nó mạnh quá. Nó có giúp, ôi không lên giúp kịp anh em ơi. Không sao. Lần này sẽ đổi skin đi anh em ạ. Sợ skin lá này, Seaford xong rồi đến lá thôi. Đấy, giờ cái này, đồ lá thần sầu. Nhưng, lấy đạp tiểu, ôi skin này tải có phải nhanh không? Skin nào như skin này, tải nữa phải gọi là ui rồi ui luôn. Em chưa tải nhanh chưa? Đấy thế chứ, nó phải thế chứ. Nó phải nhanh như thế này chứ. Ai như cái skin si phọt phọt kia anh em đấy ạ. Tải nhanh như thế này. Ui chiến luôn đi em ơi. Ui chưa gì đâu, một đống hàng ở đây. Nhợn. Bọn này vào đây. Nhợn.
quả này thì team bạn hơi non rồi. Đâu vào đây, vào đây, ông già nhiều gỗ ít xây đấy, phải tê cái tái nhanh như này phải thắng không bạn nhỉ? Đây mưa tên này, mưa đa đấy, đi chưa càn quét luôn đấy, đấy chính là skin kiếm miệng nhất sao, tái vừa nhanh, nhơn tái cực kỳ là nhanh luôn anh em ạ. Ok, nhận mưa đa mình sẽ bam trụ luôn này em ơi. Hơi thôi, rút hơi anh em ơi, rút chấp anh em ơi, phải chấp chứ đúng không? Ui giời, không chấp thì không được rồi. Bọn ơi, đây đấm ai à, bọn này láo thật lại. Ui giời ơi, đây là đầu tiên mình thể tự triệu hồi ra một đường đông như này. Lên xử nó cho anh. Hay đấm hay lên vượt qua ngặt móc lốp tần sau, nhơn cắn lén tần trưởng. Hay ui giời, ghê chưa mình sẽ qua đây mình cắn lén con khổng lồ này anh em ạ. Cắn lén, ok không được rồi, nghẹo rồi. Hay sức mạnh tối thượng, nhơn chém mưa đa em chưa, thì mình chém cực kỳ là lực luôn. Ui giời, chém lực như này thì bạn cứ phải gọi là thôi rồi. Ô nghèo khổ, nhơn sử đen luôn đi em ạ. Thôi thoát thôi, mình mạnh mẽ quá. Tại skin của mình nó vip quá anh em ạ. Đây là do skin anh em. Ok, cái rồi skin nha. Ok, đây là do skin. Ok rồi, mình trời, nói chung là do từng skin thì nó sẽ từng khác nhau. Chẳng hạn skin này chắc là chỉ có thể lên được 100 là cùng em ạ. Ừ, chỉ lên được 100 là cùng đấy, nhưng mà skin này lại có đông giá đấy, đông giá bật lên này, đây nhìn này. Hey, tức là mình chém được mấy chục phát rồi thì kẻ địch mới chém được một phát đấy. Đấy, hiểu. Mình sẽ dùng skin đông giá này để có thể khống chế khổng lồ lại anh em ơi. Cho nó chậm, cực kỳ chậm luôn. Nó không thể nào mà di chuyển được anh em ạ. Nó rất là cu cánh nhưng không làm gì. Ha. Nhân. Cả bọn này nữa. À, cả ông phù thủy nghèo khổ trên ông quân này. Ơi, chém ông phù thủy đi. Đúng rồi. Ui. Đây có thể chính là skin tiếp theo anh em ạ. Ừ, ngoài skin mặc định ra thì đây sẽ là skin có thể skin tiếp theo. À không, cũng chưa chắc anh em ạ. Bút sức mạnh lên này. Nhơn, oh no, skin này tái chậm quá. Không có quân để bù được anh em ạ. Không đủ quân để bù. Mình không đủ quân để bù. Oh no, Zotaro đi. Mình không có đủ quân để bù anh em ơi. Không có đủ quân để bù. Oh shit, here we go again. Đâm. Mình sẽ xử hết bọn đằng sau đã. Xử cả ông già luôn. Ôi giời, không kịp xử anh em ạ. Hay quá anh em ơi. Ui, tiêu diệt ông phù thủy đi. Ui giời, chết dở rồi. Vậy là đồ băng sẽ không thể nào mà thắng được anh em ạ. Với cái thế này thì chắc chắn sẽ không thể thắng được bởi vì là nó bị ép quá anh em ạ. Nó bị ép lâu quá, thế này sao mà thắng được. Rồi, sao ra nào, lung lăng cú chéo. Đây, sao bây giờ hay là sao bây giờ thì như là chỉ được cái kiểu gọi là chống choáng thôi. Chứ bình thường thì cũng chẳng được đâu anh em ạ. Ờ, chỉ được cái chống choáng thôi chứ không không được gì gọi là đặc sở biệt cả. Hiểu không? Đây, đáng tiếc quá. Đấy, lên tin thế nào mà căng được mà thì mình cùng ý chí sinh tồn đơn. Ok, mình cho tròn 100 luôn này, 100. Ok, mình sẽ lên chiến sau nha. Đấy, con này thì có khả năng là đánh thường người chơi điều khiển nam to hơn. Lên chiến luôn đó cho anh nào. Bút sức mạnh này chống choáng cơ mà sợ gì con này đúng không, sợ chống choáng nha mà. Ui sai, được quả chống choáng chất lượng quá. Ôi hơi kinh, bọn này hơi kinh em ạ. Bọn này hơi kinh. Anh em lên cho anh nào. Nhơn. Oh no. Ui giời, số sao số lượng còn lại nó khỏe vây. Thôi, em nhìn anh em cũng biết là ai thắng ai thua rồi anh em ạ. Nói chung không được. Nhưng mà skin khác thì cũng chắc không có triển vọng đi em ạ. Mấy cái này cũng có khác gì đâu. Vậy là skin lá, skin mạnh nhất đây nè em. Rồi thôi, chắc click vào để kết thúc bạn. Để mà ai chuẩn like skin nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.